một cái không gian như thế này, ở trong một chuỗi cảm xúc như thế này, thì em muốn thay mặt cho toàn bộ nhân viên Amway, toàn bộ nhà phân phối Amway, muốn nói 100 lần, 1000 lần lời nói rằng tôi tự hào là người Amway. Vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Vừa rồi là những gì người ta nói về Amway, vừa rồi là những lát cắt của Amway trong 15 năm qua ở trên bản tin, ở trên báo đài. Vậy thì người trong cuộc nói gì về Amway? Các anh chị có tò mò không ạ? Tại sao mọi người lại chọn Amway? Câu chuyện và hành trình của mỗi người như thế nào? Và hơn hết, sau 15 năm, hành trình tiếp theo sẽ là gì? Và ngày hôm nay, em là Nguyễn Thị Lệ Uyên, đến từ phòng kinh doanh và huấn luyện. Rất vui mừng sẽ được cùng các vị khách mời để tham gia vào một cuộc trò chuyện dẫn dắt buổi tọa đàm ngày hôm nay, để chúng ta sẽ được lắng nghe và được nhìn về Amway ở một góc nhìn rõ hơn của những người trong cuộc. Và ngay bây giờ, các anh chị ơi, hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để mời lên sân khấu Diamond đến từ Thái Nguyên, chị Ca Thị Nhung. Xin được mời Founder EDC đến từ Cần Thơ, chị Lê Thị Kim Liên. Double Diamond đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, anh Lê Trọng Đại. Và cuối cùng, xin mời Tổng Giám đốc của Amway Việt Nam, anh Huỳnh Thiên Triều. Vâng, xin mời tất cả các anh chị mình cùng ngồi ạ. Wow, ở trong một cái không khí mà em nghĩ là có vẻ là nóng từ bên ngoài, nóng tới bên trong, và đi sâu vào ở bên trong thì vẫn tiếp tục nóng. Nên hy vọng rằng là những người ở trên khán đài này đang rất rất là nóng. Các chị có thể dành một tràng vỗ tay để giúp tiếp thêm năng lượng cho... Vâng, đúng rồi, đây mới là tinh thần Amway nè các anh chị ơi. Trước hết thì xin cảm ơn các anh chị khách mời đã nhận lời mời của Amway Việt Nam để tham dự cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, để cùng nhau chia sẻ về câu chuyện và hành trình của Amway trong 15 năm qua. Và những ngày gần đây thì ở trên Facebook của anh Triều, lần lượt những hình ảnh của Amway từ những ngày đầu tiên được tua lại và được lên Facebook. Và em thì khi nhìn những cái hình ảnh đó, em có tự hào bởi vì từ ngày đầu tiên đến bây giờ Amway phát triển vượt bậc. Có tò mò bởi vì em không phải là người tham gia từ ngày đầu tiên, nên không biết là ngày đầu tiên với bây giờ giống với khác nhau như thế nào. Tiếc nuối bởi vì tiếc là mình không có ở ngày đầu tiên. Mà em nghĩ đó không chỉ là cảm giác của riêng em, mà chắc là của nhiều người nữa, đúng không các anh chị? Vậy thì nếu như đúng là như vậy, thì xin mời anh Triều ở đây, những người có mặt từ ngày đầu tiên, dùng 3 từ để chia sẻ về hành trình 15 năm của Amway, thì đó là điều gì ạ? Wow, 15 năm mà kể thành 3 từ, câu hỏi rất là hay đúng không ạ? Chỉ có thể thành 3 giờ vẫn chưa hết một hành trình 15 năm. Nhưng nếu mà chọn là 3 từ thì chỉ có thể chọn rằng là từ kiên định, phụng sự, bứt phá. Kiên định, phụng sự, bứt phá. Kiên định là bởi vì Amway Việt Nam cũng như là Amway toàn cầu luôn kiên định với triết lý kinh doanh của mình, kiên định với giá trị của mình, và kiên định dựa trên nền tảng phát triển vững chắc, bền vững, liêm chính. Kiên định với sứ mệnh giúp người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn và khỏe mạnh hơn. Phụng sự về nhu cầu, về sức khỏe và làm đẹp của người tiêu dùng Việt Nam. Phụng sự vì nhân viên, để cho nhân viên có một sân sáng tạo và phát triển bản thân. Phụng sự về xã hội thì Triều cũng đã nói rồi đúng không ạ, trong bài phát biểu của Triều. Còn bứt phá, qua từng chặng đường phát triển của Amway thì Amway có những bứt phá nhất định. Bứt phá trở thành top 10 trên toàn cầu. Bứt phá để liên tục phát triển hai chỉ số trong những năm gần đây, đặc biệt là 5 năm gần đây. Bứt phá chính bản thân mình. Bứt phá trong việc sáng tạo. Và bứt phá hơn nữa, rằng là Triều nghĩ rằng là trên mạng xã hội
và về trải nghiệm về kỹ thuật số, và còn bứt phá xa hơn nữa trong thời gian sắp tới. Wow. Đó là ba từ. Anh Triều chắc là đang khiến mọi người tò mò là tiếp tục trong thời gian sắp tới thì mình sẽ bứt phá như thế nào đây. Và ở trong ba chữ của anh thì em khá là ấn tượng với kiên định, bởi vì chắc chắn kiên định và nhất quán luôn luôn là những cái điều mà tiếp thêm niềm tin và động lực cho tất cả chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta ngồi đây đang xem qua livestream thì đều đã lựa chọn Amway để trở thành sự nghiệp của chính mình. Và khi nói về sự lựa chọn thì em nghĩ rằng là đó không phải chỉ là sự khởi đầu, mà nó còn là sợi dây để kết nối những cái sự nỗ lực của chúng ta ở trên hành trình đó. Và chắc chắn bởi vì vậy, lý do của sự lựa chọn luôn luôn là quan trọng nhất. Và khi nói về lý do thì em muốn đặt câu hỏi với chị Nhung rằng là điều gì ở Amway đã thu hút chị để chị quyết định trở thành nhà phân phối ở cách đây 13 năm ạ? Xin chào anh Triều ạ, chào Uyên và chào tất cả anh chị đã có mặt ở nhà thi đấu Phú Thọ. Chào các anh chị đang xem truyền hình trực tiếp ạ. Thực ra ấy, thì với hơn 13 năm, thì quay lại 13 năm về trước, thì bản thân Nhung ấy, hai vợ chồng Nhung Trung là đang công tác trong ngành y tế cũng hơn 10 năm thâm niên. Và khi mà lượt biết đến Amway á, thì vợ chồng chúng tôi đang có một cái công việc khá là tốt, có cuộc sống khá là tốt và có thu nhập cũng khá là tốt. Do vậy nên là chưa bao giờ vợ chồng chúng tôi nghĩ là mình sẽ thay đổi công việc. Nhưng mà khi bén duyên với Amway, với sự kiên trì theo sát của người bảo trợ, dẫn chúng tôi từng bước vào môi trường Amway, và dần dần chúng tôi hiểu ra được Amway có rất nhiều giá trị. Và trong đó có hai giá trị chúng tôi vô cùng tâm đắc. Đấy là giá trị đầu tiên, đấy là tự do lựa chọn. Bởi vì bản thân chúng tôi đang công tác ở một cái môi trường mà chúng tôi phụ thuộc về thời gian, phụ thuộc về mức thu nhập, và phụ thuộc về cái nơi làm việc, và phụ thuộc cả vào người làm việc với mình. Do vậy cho nên là khi bén duyên với Amway, chúng tôi vô cùng thích thú cái lựa chọn, tự do lựa chọn. Đấy là gì ạ? Vào môi trường Amway, các chị có thể tự do lựa chọn thời gian làm việc, tự do lựa chọn đối tác mình làm việc, tự do lựa chọn cái mức thu nhập mà mình muốn, và đặc biệt là gì ạ? Tự do chọn cái người mà đối tác mình muốn làm việc. Do vậy cho nên là chúng rất là thích một câu nói của một người thành công, đấy là gì ạ? Khi chúng ta lựa chọn Amway ạ, chúng ta làm thì chúng ta có tự do, và khi chúng ta thành công mà chúng ta nghỉ ngơi thì có sự bảo đảm. Chính vì như thế vợ chồng chúng tôi lựa chọn Amway ạ. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị Nhung. Ở khán phòng của chúng ta bao nhiêu người lựa chọn Amway giống với chị Nhung, có thể cho em một tràng vỗ tay tín hiệu được không ạ? Vâng, chị Nhung không cô đơn, rất nhiều người lựa chọn bởi những lý do như chị Nhung. Và cũng tương tự như chị Nhung thì được biết là trước khi đến với Amway, anh Đại cũng đã có một sự nghiệp cũng như là một cái tương lai đáng ngưỡng mộ ở tại một trong những cái tập đoàn viễn thông hàng đầu ở Việt Nam. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định là từ bỏ tất cả để quay trở về con số 0 và bắt đầu với Amway. Em không hỏi lại anh là tại sao anh chọn nữa, nhưng mà em hỏi một câu khó hơn chút, đó là đã có bao giờ hoặc khoảnh khắc nào anh cảm thấy là hối hận hoặc là hoài nghi về sự lựa chọn của mình chưa? Chào tất cả các anh chị trong nhà thi đấu Phú Thọ và tất cả các anh chị đang theo dõi livestream trên website của Amway Việt Nam. Các anh chị còn hào hứng không? Ai hào hứng thì cho một tràng vỗ tay 100 điểm. Tôi sẽ chia sẻ cho anh chị lý do vì sao tôi không bao giờ hối hận bởi vì đã lựa chọn Amway. Bộ Yên hôm qua hỏi anh thì về nhà anh suy nghĩ là có khi nào hối hận không ta? Nhưng hôm nay sẽ trả lời một câu nói là không bao giờ hối hận. Bởi vì tại sao là như vậy các anh chị? Bởi vì là rất nhiều người đến với Amway thì chúng ta thường là chúng ta làm trước, sau đó chúng ta mới tìm hiểu và chúng ta tin tưởng sau, đúng không anh chị? Nhưng mà vợ chồng tôi đã có một cái công việc rất tốt. Vợ là một giảng viên đại học, còn tôi thì là một cán bộ quản lý của một tập đoàn viễn thông lớn tại Việt Nam. Hôm nay rất là vui thì tập đoàn tôi cũng mời và tham gia một cái chương trình là ra mắt cái mạng 5G tại Việt Nam. Và điều đó chứng tỏ đã rất khớp với cái chương trình digital của Amway sắp tới đây. Chúng ta sẽ bùng nổ trên mạng xã hội với Amway phát triển bùng nổ trong thời gian tới. Thực sự mấy các anh chị rằng là chúng tôi đã bỏ rất nhiều thời gian để chúng tôi đi tìm hiểu về Amway. Mất 9 lần đi ra nước ngoài để tìm hiểu và đã thử Amway. Như các anh biết là trước khi mình làm một cái công việc gì đó, mình là người tiên phong, đúng không anh chị? Và mình là người tiên phong thì mình phải là người đi tìm hiểu trước. Và làm một người lãnh đạo thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải know the way. Tức là chúng ta phải biết con đường chúng ta đi trước đã. Biết nó gập ghềnh, nó khó khăn, nó gặp những thách thức như thế nào. Và sau đó cái việc bước thứ hai chúng ta phải làm đó là do the way. Tức là chúng ta phải làm nó. Và khi mà chúng ta làm được nó rồi, cái bước thứ ba đó là show the way. Tức là chúng ta sẽ chỉ cho người khác cùng với chúng ta làm công việc như vậy.
Nên chính vì thế, hỡi các anh chị, chúng ta phải tin tưởng trước khi chúng ta hành động. Bởi vì nếu chúng ta mà hành động, sau đó chúng ta tin tưởng, thì điều đó làm cho con đường thành công chúng ta sẽ chậm đi rất nhiều. Nên tôi chỉ nói các anh chị là gì? Amway là một cơ hội khởi nghiệp. Và khởi nghiệp thì không bao giờ là dễ dàng cả. Bởi vì có một cái minh chứng là 100 doanh nghiệp, 100 cá nhân muốn khởi nghiệp thì trong đó có 90% đã mất và đã không còn tồn tại trong vòng 1 đến 2 năm. Và trong 10 doanh nghiệp đó, 10 cá nhân khởi nghiệp đó, trong vòng 5 năm tiếp theo thì chỉ còn có 10% để tồn tại mà thôi. Không hề dễ dàng để khởi nghiệp. Nhưng Amway thì cho chúng ta một cái sân chơi rất tuyệt vời, đúng không anh chị? Bởi vì Amway cho chúng ta sai, chúng ta có được quyền làm lại. Chúng ta sai, chúng ta có được sửa, giống như một tờ giấy. Chúng ta viết mà sai, chúng ta được quyền xá nháp, xé nháp và chúng ta viết một tờ giấy mới. Nên hỡi anh chị, tinh thần khởi nghiệp của những người Việt Nam, của những người Amway đâu ạ? Và đây là hành trình 15 năm mới chỉ là bắt đầu. 15 năm mới chỉ là bắt đầu để chúng ta bước sang một lịch sử mới, một trang sử mới để chúng ta cùng xây dựng Amway hướng đến top 5 của Amway toàn cầu. Và tất cả anh chị ngày hôm nay ngồi đây, chúng ta đều trở thành Diamond. Và rất là một ngày đó sẽ nghe câu chuyện thành công của anh chị, đúng không ạ? Và chưa bao giờ hối hận, đó là câu trả lời của anh. Cảm ơn cái câu khẳng định của anh Đại. Và không chỉ là một lời khẳng định mà anh còn có thể cho không chỉ là Uyên, các khán giả ở đây mà chắc là những ai đang theo dõi qua livestream cũng thấy một nội lực ở bên trong vô cùng mạnh mẽ, sự hào hứng, sự tự tin. Và em tin chắc chắn rằng điều đó là một tài sản vô cùng quý giá để giúp cho chúng ta trên hành trình kinh doanh Amway của chúng ta. Và nói tới năng lượng thì em lại có một cái câu hỏi nó hơi cá nhân dành cho anh Triều tí xíu. Cho nên là sau hôm nay thì anh Triều đừng ghim em nha. Các anh chị có ủng hộ câu hỏi cá nhân này của Uyên dành cho anh Triều không ạ? Cho em chàng phóng tay đi. Anh ơi, thông thường anh luôn luôn xuất hiện với một hình ảnh vô cùng nhiều năng lượng. Lúc nãy ở trên sân khấu, ở trong phần phát biểu cũng rất là giàu nhiệt huyết. Thì em tò mò không biết là có bao giờ anh cảm thấy là anh bị mất năng lượng hay không? Bởi vì thật sự là em và tất cả mọi người ở đây rất là lo lắng điều đó xảy ra. Chắc chắn rồi, chiều cũng như tất cả mọi người thôi, cũng có những lúc mất năng lượng. Cái quan trọng rằng là chịu biết tìm cái nguồn để tiếp thêm năng lượng cho Triều. Do đó là mỗi khi mà là Triều mất năng lượng, Triều ra Triều gặp, đặc biệt là gặp anh Đại nè, thấy không ạ? Anh lại như một cái ngọn núi lửa vậy đó, mà gặp tất cả các anh chị nhà phân phối, thấy được sự khát khao về ước mơ của mọi người, thấy sự cực lực của mọi người, thấy sự phấn đấu của tất cả các nhà phân phối Amway Việt Nam, thì lúc đó nó trở thành năng lượng, tức là làm sao biến cái ở bên ngoài trở thành cái nội lực của mình và nuôi dưỡng cái nội lực đó, nuôi dưỡng cái pin đó, nuôi và dưỡng ở trong máu, trong tim của mình. Nó trở thành một tình yêu. Mà để ý coi, những người nào đang yêu á, năng lượng dễ sợ lắm, đúng không ạ? Do đó hãy yêu như thuở ban đầu, hãy yêu như chưa yêu bao giờ em ạ. Hãy yêu đi em, tin anh. Vâng, sau hôm nay thì em lại tiếp tục yêu. Mọi thứ đều xuất phát từ chính tình yêu Amway. Và em nghĩ rằng là không phải chỉ anh Triều hay tất cả các anh chị nhà phân phối Diamond trở lên ở trên sân khấu này có một tình yêu Amway, mà em nghĩ rằng là tất cả các khán giả ở bên dưới, những ai đang theo dõi trực tiếp hoặc kể cả những ai đang theo dõi chương trình thông qua livestream thì cũng đều có một tình yêu vô cùng to lớn cùng với Amway bằng cách này hay là cách khác. Và bởi những tình yêu đó của các anh chị đã giúp cho hành trình 15 năm của Amway trở nên rực rỡ, để Amway có thể phát triển và đạt được thành quả như ngày hôm nay. Và nhìn về Amway ngày hôm nay thì em muốn hỏi chị Liên là với những gì mà Amway đang có ở ngày hôm nay thì nó có giống với hình dung của chị cách đây nhiều năm khi lần đầu tiên chị đặt bút để ký trở thành nhà phân phối của Amway không ạ? Cảm ơn Uyên, xin chào anh Triều và chào toàn thể các anh chị Diamond Tương Lai có mặt ngày hôm nay và trên sóng livestream. Trở lại câu hỏi của Uyên thì thật ra là cái tưởng tượng của Liên cách đây hơn 12 năm trước so với bây giờ thì cũng không hề khác gì mấy. Mặc dù thời điểm đó Liên đặt bút ký hợp đồng để hợp tác với Amway thì thời điểm đó là chưa có nhiều sản phẩm, cũng chưa có nhiều điểm giao hàng siêu thị như bây giờ, cũng không có được nhiều người thành công mà đi sớm. Liên thấy là Diamond đi vào thì phải nói là đứng mỏi chân luôn.
Tuy nhiên đó là sao Liên đã nhìn thấy được cái tương lai viễn cảnh của em Quay thông qua những quốc gia mà em Quay đã có tuổi đời 10 năm, 20 năm. Và Liên tự đặt ra cho mình một câu hỏi, đó là tới thời điểm em Quay Việt Nam sẽ có rất nhiều sản phẩm như bây giờ, sẽ có nhiều người thành công như bây giờ, sẽ có nhiều siêu thị như bây giờ. Quan trọng là mình đã tạo ra được bao nhiêu khách hàng và nhà phân phối để hợp tác với em Quay. Và quan trọng hơn nữa là mình có phải là nằm trong top những diamond thành công của em Quay hay không? Cho nên Liên nghĩ rằng cái việc mà mình nghiên cứu cũng như khởi nghiệp em Quay, thì cái tầm nhìn, cái định vị 5 năm, 10 năm nữa mình là ai rất quan trọng. Và các anh chị có phải là diamond tương lai của em Quay Việt Nam 5 năm tới không ạ? Và xin thưa với anh Triều, với Uyên, cùng như tất cả các anh chị ở đây, thì trước khi đến với em Quay, Liên là giáo viên dạy toán. Và Liên thấy rằng là nếu mà ngày hôm nay một cái bài toán là thuộc dạng toán khó, nhưng nếu mình biết cách giải thì nó vẫn dễ đối với mình. Và nếu là đề toán thuộc dạng toán dễ nhưng mà nó mình không biết cách giải thì nó vẫn khó đối với mình. Em Quay không phải là khó hay dễ, mà em Quay đó là có đáng hay là không đáng, đúng không ạ? Thật sự là đối với Liên là ngày hôm nay em Quay không khó làm, chỉ khó tin thôi. Khó tin là vì ngày hôm nay người ta không tin thông qua cơ hội em Quay có thể đi chu du thế giới miễn phí. Khó tin là ngày hôm nay thông qua em Quay có thể thực hiện những giấc mơ trong cuộc đời của mình. Và trong hệ thống của Liên năm nay có một nhà phân phối cấp lãnh đạo đang trong cái tiến độ hoàn thành Diamond. 2 tháng nữa sẽ hoàn thành Diamond. Và bạn này xuất phát điểm trước khi đến với em Quay là một người tạp vụ của ngân hàng và học trình độ chưa hết cấp 2. Cho nên ngày hôm nay tại sao có rất là nhiều người làm em Quay mãi mà chưa thành công. Nhưng mà với bản thân Liên, thật sự là Liên rất mê em Quay. Rất mê nói em Quay và rất đam mê em Quay. Tại vì mình càng làm mình càng cảm thấy là cái sự chọn lựa của mình là đúng đắn. Càng làm càng tự do, càng làm càng cảm thấy hạnh phúc. Và sẵn tiện thì Liên cũng muốn tặng các anh chị một câu nói mà Liên rất tâm đắc. Đó là gì? Đỉnh cao của thành công đó là sự chủ động. Ngày hôm nay chúng ta chỉ cần chủ động tìm cho mình một người minh sư để chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Khi nhìn thấy rõ con đường và khi chúng ta kiên trì đi thì nhất định các anh chị sẽ đến. Vâng, cảm ơn chị Liên. Chỉ cần đi thôi thì sẽ đến. Em tin chắc chắn là như vậy, đúng không? Và quan trọng là đợi được đến ngày đến hay không. Kiên trì, kiên trì. Kiên trì, kiên trì. Ok chị. Và khi mà chị Liên chia sẻ về những cái ngày chưa đủ đầy ở ngày xưa thì cũng như là sự chủ động thì em nghĩ là ở trên sân khấu này sẽ không có ai cảm cái điều đó như là chị Cà Thị Nhung. Bởi vì chị Nhung xuất phát từ một khá là khác biệt so với những diamond khác. Khi chị là một trong số ít những diamond đến từ những cái thị trường ở tỉnh và không có quá nhiều những cái sự hỗ trợ có thể xem là ngay bên cạnh như Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Cần Thơ. Vậy thì không biết là có bất cứ lúc nào mà chị cảm thấy mình thiệt thòi so với những nơi khác hay không? Và cho dù chị có vượt qua được cái cảm giác đó thì làm sao để chị truyền động lực và chị giúp cho tuyến dưới của mình cũng vượt qua được điều đó ạ? Cảm ơn Uyên. Cho Nhung hỏi một chút cho các bạn ngày hôm nay bao nhiêu anh chị ở xa cho phân phối ạ? Các anh chị có cảm thấy thiệt thòi không ạ? Có thiệt thòi không ạ? Có đúng không ạ? Có chứ. Bởi vì thời điểm đầu, cách đây hơn 10 năm về trước khi mà Nhung lựa chọn em Quay á, các anh chị biết không ạ? Nhung nhìn thấy những anh chị mà ở gần trung đơn phối á, mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Bởi vì sao ạ? Mọi người có quá nhiều sự thuận lợi. Còn bản thân Nhung và đội nhóm, các anh chị biết không ạ? Cách đây hơn 10 năm về trước, muốn mở một cái thẻ, muốn mua một đơn hàng, hay muốn đi học, hay là muốn tham dự một cái hội nghị, phải đi hàng 100 km, 100 cây số các anh chị, và đi cả ngày trời. Do vậy cho nên là có những đội nhóm của Nhung mà khi đi tham dự rally rồi đi học tập, quay về đến nhà là 2-3 giờ sáng các anh chị. Chính vì như thế cho nên là gì ạ? Không phải vì như thế mà mình nản lòng đúng không ạ? Vì bên cạnh đội nhóm của Nhung và tất cả các anh chị ở xa trung đơn phối luôn luôn có sự hỗ trợ, có sự động viên rất là tuyệt vời đúng không ạ? Từ tâm của các anh chị trong ban giám đốc, đặc biệt là anh Triều và Uyên và tất cả các anh chị trong phòng kinh doanh và các chị nhân viên Amway đúng không anh chị? Do vậy cho nên là gì ạ? Bây giờ các anh chị quá thuận lợi rồi. Bởi vì sao ạ? Học tập online đúng không ạ? Mở thẻ online, giao hàng về tận nhà và tất cả mọi cái online hết. Cho nên là vấn đề ở xa hay ở gần nó không còn quan trọng. Mà quan trọng là gì ạ? Các anh chị có muốn thành công với em Quay không mà thôi, đúng không ạ? Các anh chị có muốn thành công không ạ?
Do vậy cho nên là chúng ta muốn thì chúng ta sẽ tìm phương pháp, và không muốn chúng ta sẽ tìm lý do. Và có nghe chị? Cảm ơn mọi người ạ. Vâng, chúng ta có thể dành cho chị Du một cái tràng pháo tay to hơn nữa không các anh chị? Một tinh thần, một ý chí quá tuyệt vời. Và chính xác đó là gì ạ? Muốn thì chúng ta sẽ tìm phương pháp. Quan trọng hay không chỉ ở một chữ muốn mà thôi. Và ở cái chữ muốn này thì em lại muốn hỏi chị Liên, bởi vì trong vòng 3 năm liên tục vừa qua thì chị Liên không ngừng chinh phục những nấc thang mới, những danh hiệu mới, những thành công mới. Như vậy thì không biết là điều gì đã giúp cho chị Liên luôn giữ được cái chữ muốn của mình thật là rực lửa, thật là đam mê để không ngừng bứt phá bản thân mình và chinh phục những đỉnh cao mới ạ? Rồi, cảm ơn Uyên, câu hỏi rất là hay. Và năm 2021 thì Liên hoàn thành danh hiệu Diamond. 2022 thì Liên hoàn thành 3 danh hiệu, đó là Founder Diamond, EDC và Founder EDC. Và năm nay thì đang trong tiến độ hoàn thành danh hiệu Double Diamond. Và Liên tin là còn tiến xa hơn nữa. Các anh chị, một tràng có tay để cổ vũ Liên được không ạ? Và trở lại câu hỏi của Uyên thì Liên nghĩ là có 3 điều Liên muốn chia sẻ với Uyên cũng như tất cả các anh chị ở đây. Cái điều đầu tiên để có thể là liên tục muốn đó là Liên nhận thấy được cái trách nhiệm và sứ mệnh của mình đối với đoàn đội. Thật ra đến em quay thì ai cũng muốn thành công cả, và đặc biệt là những người tin tưởng và đi theo mình. Cho nên thì càng đi du lịch với em quay, càng được anh Triều chăm sóc, càng được trải nghiệm những giá trị thành công em quay, thì càng muốn đoàn đội của mình đạt được những điều đó. Và liên tục bắt đầu đưa ra những mục tiêu mới. Và cái điều thứ hai đó là khi mà Liên hoàn thành một mục tiêu thì thầy cô luôn nhắc nhở và dạy cho Liên, đó là thắng không kêu mà bại là không nản. Ngày hôm nay là khi hoàn thành mục tiêu mới thì lập tức phải thiết lập cho mình mục tiêu tiếp theo. Tại vì nếu mà ngày hôm nay mình để mình trong một cái trạng thái không có mục tiêu thì mình sẽ trì hoãn và mình sẽ bị mất phương hướng. Và cái điều thứ ba thì Liên nghĩ rằng kinh doanh em quay là kinh doanh hệ thống. Một cái việc gọi là sao, nhiều người phải cùng làm và phải nhiều người cùng thành công. Cho nên nó là tìm ra cái cách làm sao để có thể nhiều người thành công nhất trong đội nhóm, để có thể cùng nhau hưởng trải nghiệm cái giá trị em quay. Chứ nếu mà thật sự làm bằng sức, làm bằng năng lực cá nhân thì Liên nghĩ là sẽ không thể nào làm nổi. Cảm ơn Nguyên rất nhiều ha. Vâng, cảm ơn câu trả lời của chị Liên. Và chị Liên thì gợi nhớ lại một điều mà những người Amway như chúng ta vẫn thường hay nói, đó là muốn đi nhanh thì đi một mình và muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Và chắc chắn là thành công không phải chỉ là cái được trước mắt, mà thành công còn quan trọng hơn, đó là những cái nỗ lực cũng như là xây dựng nền tảng bền vững và lâu dài. Và để có thể có được cái nền tảng bền vững đó thì chúng ta việc xây dựng hệ thống, trẻ hóa đội hệ thống của mình cũng là một cái điều rất quan trọng. Bởi vì ở đâu cũng vậy, và đặc biệt ở Amway thì lực lượng kế thừa luôn luôn là điều quan trọng. Và anh Đại được biết đến như là một trong những lãnh đạo đi tiên phong ngay từ những ngày đầu tiên ở trong việc xây dựng đội nhóm trẻ. Thì không biết rằng là anh đánh giá như thế nào về tiềm năng kinh doanh của Amway với những người trẻ ạ? Ví dụ okay. Như em. Không, em bây giờ anh với em không còn trẻ nữa. Bây giờ qua cái thời Gen Y rồi. Bây giờ là đang Gen Z và sắp tới là Gen Alpha, đúng không ạ? Thực sự các anh chị là tôi nhớ rằng có một cái lần khi tôi tham dự một cái hội thảo của một FC ở bên Thái Lan, thì có gần 600 Diamond ở trong cái hội trường đó. Thì lúc đó thì thầy mới gọi trong hội trường là có bao nhiêu cái người ở Diamond ở trong hội trường đó là dưới 30 tuổi. Thì duy nhất chỉ có một cánh tay, đó là tôi đứng lên. Thì thầy mới nói một câu là phải xây dựng những lực lượng lãnh đạo trẻ giống như Thái Lan. Bởi vì nếu mà không xây dựng được lực lượng lãnh đạo trẻ giống như vậy thì trong tương lai thì kinh doanh chúng ta không thể làm lớn được. Giống như Thái Lan bây giờ rất nhiều lãnh đạo trẻ. Thì từ cái buổi ngày hôm đó thì các anh chị biết là tôi bắt đầu tôi quay về, tôi làm lại hoàn toàn hệ thống bằng lực lượng lãnh đạo trẻ. Và tất nhiên là làm người trẻ thì các bạn biết rằng là các bạn trẻ thì hầu như là các bạn ấy không có điều kiện về tài chính, các bạn cũng không nhiều kỹ năng, hầu như các bạn cũng chỉ là một cái tờ giấy trắng để bước vào Amway. Và nếu như một tờ giấy trắng bước Amway mà chúng ta viết lên trên đó bằng những cái dòng chữ mà bị sai thì những cái tờ giấy đó sao chép rất nhanh. Đó là lý do vì sao Amway sau 10 năm Amway mới cho bảo trợ những cái người sinh viên ở ngoài thị trường. Thì điều đó là tôi nhận thức điều đó. Thì 15 năm qua thì phải nói rằng là đối với một thị trường trẻ thì các bạn biết rằng là các bạn trẻ bây giờ rất là chủ động.
các bạn ấy không thích đến những cái công ty để các bạn ấy làm 8 tiếng như bình thường như ngày xưa của chúng tôi nữa, mà các bạn thích đi làm một cái nghề tự do và các bạn rất là thích khởi nghiệp. Và Việt Nam của chúng ta đó là một cái quốc gia khởi nghiệp và đứng đầu trên thế giới về khởi nghiệp, nên các bạn trẻ bây giờ rất nhiều người muốn khởi nghiệp. Và nếu mà nói về khởi nghiệp thì bên ngoài kia rất khó khăn, nhưng mà nếu mà khởi nghiệp bằng công nghệ Amway thì đó là một cái lợi thế và đó là một trong những cái ưu thế rất lớn để dành cho các bạn trẻ. Bởi vì các bạn được học tập, được trải nghiệm và các bạn được đào tạo, được huấn luyện rất là bài bản. Và từ đó thì các bạn có một môi trường tốt để các bạn phát triển kinh doanh bền vững về sau. Và cái điều thứ hai đó là các bạn ấy rất là thích những cái môi trường năng động và các bạn ấy rất nhanh nắm bắt được những cái xu thế về digital, về những cái mảng kỹ thuật số để kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội. Và đó là một xu thế mà tập đoàn của Amway đầu tư rất nhiều tiền để tập trung vào cái phân khúc này trong tương lai. Và cái điều thứ ba nữa đó là người trẻ thì họ rất là thích được trải nghiệm, thích đi du lịch thế giới, thích được trải nghiệm. Thay vì phải ở trong nhà đẹp thì bây giờ các bạn đã thích đi ra ngoài nhiều hơn là ở nhà. Thì đó là một cái điều mà tôi cảm thấy là Amway rất phù hợp, bởi những chuyến du lịch của Amway, những cái trải nghiệm cho Amway thì không đâu mà tốt hơn ở trong Amway. Nên người trẻ đó là một cái cơ hội, thì nói là người trẻ phù hợp với Amway hay là Amway phù hợp với người trẻ thì thế nào cũng đúng hết. Nhưng có một cái điều đặc biệt là đối với người trẻ thì có hai điều mà chúng ta cần phải giải quyết. Cái điều thứ nhất đó chính là gì? Đó chính là các bạn phải có tính kỷ luật. Bởi vì nếu mà thiếu cái tính kỷ luật thì rất là dễ mà chúng ta bị làm sai. Và làm sai thì nó sẽ sao chép ra một cái hệ thống sai, thì lúc đó là chúng ta rất khó để chúng ta chữa được cái hệ thống đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là các bạn phải có cái tính tự kỷ luật bản thân. Tức là bây giờ các bạn đã làm việc một cách rất là tự do, suy nghĩ bộc phát thì đâm ra là gì? Có những cái làm thì chắc chắn nó sẽ bị sai. Và nếu mà chúng ta không nhận thức điều đó, chúng ta thay đổi bản thân thì chúng ta rất khó để thành công bền vững được. Và cái điều thứ hai đó chính là gì? Đối với người trẻ thì như bác Hồ đã từng nói, tức là gì? Có tài mà không có đức thì là người vô dụng. Và có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Đâm ra Amway cũng rất là phù hợp với hoạt động kinh doanh Amway. Amway nền tảng Amway là kinh doanh về con người. Và Amway xây dựng con người, sau đó con người mới xây dựng hoạt động kinh doanh. Đâm ra là gì? Chúng ta phải tôi dưỡng cái nhân cách sống của mình. Bởi vì các bạn biết là nếu mà nói về nhân cách một con người thì rất là khó để chúng ta có thể đánh giá. Nhưng chúng ta cần phải tu dưỡng và tu dưỡng bản thân mình rất là nhiều. Và Amway 15 năm cũng như vậy. Tôi là cái người tiên phong làm lực lượng lãnh đạo trẻ. Tất nhiên là cái người tiên phong thì chắc chắn là không tránh được những cái sai lầm. Điều đó là không thể tránh khỏi được. Nhưng cái quan trọng nhất là từ những cái sai lầm đó mình đứng lên như thế nào, và mình đối diện và mình phát triển và mình nâng tầm mình lên như thế nào, thì đó mới là cái vấn đề mà chúng ta cần phải bàn, đúng không anh chị? Nên tôi nghĩ rằng là gì? Chúng ta cần phải build lực lượng lãnh đạo trẻ để xây dựng Amway hướng tới 30 năm, 50 năm tiếp theo của Amway Việt Nam. Đó là tương lai của những người trẻ ngày hôm nay. Và đó là cái điều rất là tuyệt vời. Okay. Vâng, anh ơi, vậy thì anh đang hình dung Amway của 30 năm, 50 năm tiếp theo sẽ như thế nào ạ? Amway của 10 năm tiếp theo, 15 năm tiếp theo chắc chắn là các bạn biết là về sản phẩm thì Amway bây giờ càng ngày càng cải tiến. Thực sự là tôi rất là giật mình các bạn, bởi vì cái sản phẩm Amway bây giờ đều xu hướng theo thuần chay, rất hợp thời. Và cái xu thế về cái người chăm sóc sức khỏe các bạn, về sắc đẹp và về nhu cầu về dinh dưỡng thì ngày càng cao. Điều đó là điều chắc chắn, bởi vì vừa rồi báo Tiền Phong có đưa ra một cái dẫn chứng, tức là cái lứa tuổi từ 20 năm trở lên thì cái người có nhu cầu về thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bây giờ là chiếm từ 60% đến 80% các bạn. Tức là nhu cầu về dưỡng rất cao. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài kia những cái tiệm thuốc Tây, ngày xưa không bao giờ thấy những cái thực phẩm bổ sung, nhưng bây giờ hầu hết các tiệm thuốc Tây đều bán những thực phẩm bổ sung ở trong đó. Đó là nhu cầu về xã hội. Và nhu cầu càng cao thì chắc chắn chúng ta sẽ càng nhiều cơ hội, đúng không anh chị? Và đó là một cái xu thế về sản phẩm. Amway đang nắm bắt hai dòng sản phẩm, Atipchi và Nutrilite. Đó là cái dòng sản phẩm càng ngày càng cải tiến để giúp chúng ta tự tin hơn để hoạt động kinh doanh cùng Amway. Và cái điều thứ hai, Amway đang đầu tư rất nhiều vào cơ sở vật chất, những cái trải nghiệm, những trung tâm, những cái ADC, những cái center càng ngày càng chuyên nghiệp lên. Tôi nhớ rằng cái ngày đầu tiên mà tôi bước vào Amway ấy, tôi xếp hàng 8 tiếng đồng hồ mới mua được một chai nước giặt. Và có rất nhiều người bỏ cuộc Amway bởi vì họ không chờ nổi để mua một chai nước giặt đó. Nhưng đến ngày hôm nay các anh chị bước xuống center của Amway, vừa bước xuống là đã có một nhân viên của Amway ra che ô cho các anh chị để bước vào trong center rồi. Vậy có nghĩa là gì? Chúng ta muốn chuyên nghiệp thì chúng ta phải từng bước, và Amway đó là như vậy. Và ngày hôm nay thì Amway đầu tư rất nhiều cơ sở vật chất cho chúng ta, thì đó là một cái lợi thế rất nhanh để chúng ta phát triển trong tương lai, đúng không ạ? Và cái điều thứ ba nữa, lực lượng lãnh đạo chúng ta càng ngày càng chất hơn, càng ngày càng năng lực giỏi hơn. Nên đó là cái kỹ năng, đó là cái nền tảng để chúng ta có thể build một cái kinh doanh phát triển bền vững trong tương lai. Thế thì anh nghĩ rằng là một Amway chất hơn, nhà phân phối chất hơn, đó là một cái điều hiển nhiên. Và nhà đầu sáng lập có nói một câu là gì? Chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một là chúng ta nhìn Amway phát triển. Hai là chúng ta sẽ phát triển cùng Amway. Vậy các anh chị muốn nhìn Amway phát triển hay các anh chị sẽ phát triển cùng Amway? Và đó chính là lựa chọn của tất cả các anh chị. Vâng,
cảm ơn anh Đại rất là nhiều. Một viễn cảnh, một tương lai rất là tươi sáng của Amway. Và khi tưởng tượng về những điều đó thì tất cả chúng ta đều cảm thấy rất là nhiều động lực. Và em nghĩ rằng là ở trong giờ phút này, rất là nhiều những khán giả ở trong khán phòng của ngày hôm nay, những khán giả đang theo dõi chương trình trực tiếp qua livestream, hoặc kể cả những khán giả đang ở ngoài kia chưa có cơ hội được để được vào bên trong, cũng rất muốn biết được, lắng nghe được sự chia sẻ của đại diện ban giám đốc công ty về tầm nhìn, về chiến lược trong giai đoạn tiếp theo, để làm sao top 10 chỉ là dấu son đầu tiên và chúng ta vẫn có thể tiếp tục bứt phá chính chúng ta và đạt được những thành công cao hơn. Xin mời anh Triều ạ. Ok. Những gì anh Đại đã nói, nó là một cái nền tảng. Và thêm một vài ý nữa thôi, tức là đó là cái xu thế. Cái xu thế về người tiêu dùng quan tâm về sức khỏe, cái xu thế phát triển của mạng xã hội, đúng không ạ? Và hàng loạt cái xu thế quan tâm hơn và tin tưởng ở những cộng đồng online sau đại dịch Covid, thì chúng ta thấy rõ những xu thế đó. Và tất cả những cái xu thế đó thì tập đoàn Amway cũng thấy rõ và định cho cả tập đoàn chúng ta một định hướng về A70. Đó là làm sao giúp cho toàn bộ nhà phân phối thành công hơn nữa, xây dựng những cộng đồng online về sức khỏe, về sắc đẹp bằng những giải pháp về dinh dưỡng và những giải pháp về sức khỏe. Thì đó là định hướng của tập đoàn. Nhưng đối với Triều thì gì? Với những nền tảng như anh Đại đã nói đó, thì Amway Việt Nam, nếu chúng ta chia ra làm hai giai đoạn, một giai đoạn 5 năm và một giai đoạn 15 năm kế tiếp. Giai đoạn 5 năm với tốc độ, với nền tảng này, với tốc độ tăng trưởng này, chắc chắn Amway Việt Nam bước vào top 8. Chưa tự tin như vậy, chưa tự tin như vậy. Chắc chắn Amway Việt Nam bước vào top 8. Nhưng nếu nhìn 15 năm thì chúng ta nhớ lại năm 2008 khi chúng ta bước vào thị trường Việt Nam. Cho đến ngày hôm nay 15 năm như là một giấc mơ, đúng không ạ? Như là một ngày hôm qua. Nhưng doanh số của Amway Việt Nam, các anh chị nhớ rằng là gì? Ngày hôm nay chúng ta so với 15 năm trước thì doanh số của Amway Việt Nam tăng trưởng, độ lớn của nó lớn hơn 10 lần. Lớn hơn 10 lần. Như vậy nếu chúng ta tính toán một bài tính toán sơ thôi, ngày hôm nay 15 năm sau thì ít nhất 5 lần thôi thì chúng ta cũng bước vào top 5 rồi, đúng không ạ? 5 lần thôi chúng ta cũng bước vào top 5 rồi. Sáng nay thì tất cả các tổng giám đốc của toàn bộ Amway trong khu vực có gọi điện chúc mừng Amway Việt Nam kỷ niệm 15 năm, gọi điện chúc mừng. Và trong đó có tổng giám đốc của Amway Thái Lan. Bạn ấy gọi điện, bạn chúc mừng Amway Việt Nam, thì Triều mới hỏi rằng là năm nay Amway Thái Lan kỷ niệm bao nhiêu năm? Thì anh ấy trả lời là năm nay Amway Thái Lan là kỷ niệm 36 năm. 36 năm và Amway Thái Lan là top 5 của Amway trên toàn cầu. Như vậy Amway Thái Lan hơn Amway Việt Nam 21 năm. 21 năm, nếu chúng ta tính, và Triều mới lục lại về lịch sử doanh số của Amway Thái Lan cũng đúng cái thời điểm 15 năm, thì chúng ta thấy rằng là gì? Amway Thái Lan và Amway Việt Nam 15 năm doanh số bằng nhau. Bằng nhau. Wow. Một điều vô cùng tuyệt vời nữa này. Cái tốc độ tăng trưởng của Amway Việt Nam hiện tại là top 10 toàn cầu, là cao nhất thế giới ở tình trạng hiện tại. Như vậy một bài toán nữa, chúng ta tính ra dân số của Thái Lan chỉ có 70 triệu người, còn dân số của Việt Nam là 100 triệu người. Nhưng dân số Việt Nam, lực lượng trẻ không, nếu tính dưới 40 tuổi, tuổi từ Triều cho xuống 40 tuổi, thì chiếm khoảng là 70 triệu dân. Chứ là gì? Dân số trẻ của Việt Nam bằng dân số của Thái Lan. Wow. Như vậy Thái Lan cần 21 năm để vào top 5 trên toàn cầu. Triều tin là thế hệ kế tiếp của Triều, thế hệ kế tiếp của tất cả các diamond này, chỉ cần 15 năm nữa chúng ta sẽ vào top 5 của Amway toàn cầu. Triều tin điều đó. Anh chị ơi, mình có tin là 15 năm nữa mình vào top 5 của Amway toàn cầu không anh chị? Nếu mà tin thì như thế nào ạ? Vâng, cảm ơn anh Triều rất là nhiều. Sau cái ngày hôm nay thì duy nhất em chỉ nhớ mỗi cái chữ top 5 thôi. Và em quên luôn cái chữ 15 năm nữa.
Mong rằng là mình sẽ vào top 5 càng sớm càng tốt. Và lời chia sẻ của anh Triều cũng chính là lời gửi gắm, là niềm tin, là động lực mà ban giám đốc Amway, những nhà phân phối lãnh đạo của Amway muốn chia sẻ với các anh chị. Và với tinh thần cộng tác tuyệt vời mà chúng ta đã có được trong vòng 15 năm vừa qua, chắc chắn rằng một ngày không xa, không cần tới 15 năm nữa, Amway Việt Nam sẽ vào top 5 trên toàn cầu. Và một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia của anh Triều, anh Đại, chị Nhung và chị Liên đã đến với Amway ngày hôm nay.